Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với Điểm tin 24 giờ của Tamda Media, được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày. Điểm tin hôm nay sẽ có những tin đáng chú ý ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng thống Petro Pavel cho rằng thế giới đang bị chia rẽ bởi các loại chế độ chuyên chế. Châu Âu đối mặt với tuyết rơi sớm và lũ lụt kinh hoàng. Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto thăm chính thức Việt Nam. Thưa quý vị, trong bài phát biểu tại lễ khai mạc cuộc họp của Ủy ban Quân sự Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Praha, Tổng thống Petr Pavel đã nói rằng thế giới không còn dựa trên sự cạnh tranh giữa phương Tây và phương Đông, mà ngày càng dựa trên sự cạnh tranh giữa dân chủ và các loại chế độ chuyên chế trong bài phát biểu của mình tổng thống séc pavel nói rằng séc cần phải cho thế giới thấy rằng hình thức chính trị của mình là đáng được nói theo ông cũng đã kêu gọi tổng tham mưu trưởng của các quốc gia nato hãy can đảm và cởi mở trong việc đưa ra các kết luận và khuyến nghị để chúng được chấp nhận ở cấp độ chính trị theo tổng thống pavel nato đang là liên minh quân sự lâu dài thành công nhất trên thế giới mặc dù nato không hoàn hảo và vẫn cần phải nỗ lực hoàn thiện hơn nữa nhưng nato là khu vực ổn định an toàn và thịnh vượng đây là lần đầu tiên các tổng tham mưu trưởng của các nước NATO họp bàn tại Praha. Mục tiêu chính của cuộc họp là thảo luận về tình hình an ninh hiện tại ở châu Âu, các kế hoạch phòng thủ của Liên minh và thực hiện các kết luận từ hội nghị thượng đỉnh NATO đã diễn ra vào tháng 7 tại Washington. Ủy ban quân sự họp ở mức cấp tổng tham mưu trưởng một năm ba lần, hai lần tại trụ sở chính của NATO tại Bruxelles và một lần tại một trong các quốc gia thành viên. Bộ Nông nghiệp đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của cúm gia cầm tại trang trại Martinitze gần Przeznitze thuộc miền Trung Séc. Hiện 700 cá thể ngỗng và 300 cá thể gà mái đã được cách ly và sẽ bị mang đi tiêu hủy. Cục thú Séc đang ban bố một vùng bảo vệ dài 3 km và một vùng giám sát 10 km trong khu vực lân cận nơi có dịch cúm gia cầm, đồng thời cũng đảm bảo việc xử lý gia cầm khi nhiễm bệnh. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Marek Viborny cho biết, do xảy ra dịch cúm gia cầm, Séc sẽ mất danh hiệu quốc gia không có dịch cúm gia cầm. Điều này rất quan trọng đối với hoạt động buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm với các nước ngoài Liên minh châu Âu. Nếu Séc có điều kiện thuận lợi, những người chăn nuôi có thể xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật mà không phải thực hiện một cuộc kiểm tra cần thiết tại trang trại của của mình. Đợt bùng phát dịch cúm gia cầm lớn nhất ở Cộng hòa Séc vào cuối tháng 12 năm 2022 tại một trang trại gà lớn ở Brodnatico trong vùng Takovsko. Vào thời điểm đó, tất cả 742.000 con gà đã bị tiêu hủy, chiếm khoảng 15% số gà mái trong các trang trại của Séc. Lần gần đây nhất sẽ ghi nhận dịch cúm gia cầm là vào cuối tháng 8 năm nay tại một trang trại chăn nuôi ở thuộc Chesko Krumlovsko. Trong năm nay, cúm gia cầm đã được xác nhận tổng cộng tại 6 trang trại ở Cộng hòa Séc và tổng số gia cầm bị tiêu hủy lên tới 210.000 con. Tổng tham mưu trưởng Séc ông Karel Sekka cho biết, với số lượng lần kêu gọi và yêu cầu hiện tại thì trong tương lai, 2% GDP dành cho quân đội sẽ là không đủ. Theo ông, quân đồng minh phải cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine, trong đó có cả việc huấn luyện quân sự, cung cấp các vũ khí và các thiết bị quân sự khác. Vào năm 2014, các quốc gia NATO đã đồng ý chi tiêu quân sự ở mức 2% GDP mỗi năm. Cộng hòa Séc sẽ chi khoản này lần đầu tiên trong năm nay, tuy nhiên hiện chưa rõ liệu Séc có thể thực sự tuân thủ cam kết này hay không. Theo ước tính, 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP sẽ lên tới 160 tỷ coron vào năm tới, nhưng riêng quốc phòng sẽ chỉ nhận được 154 tỷ coron, 6 tỷ coron khác sẽ dành cho các bộ và cơ quan. Theo các chuyên gia và phe đối lập, có khả năng NATO sẽ công nhận đây là chi tiêu quốc phòng 2% GDP. Vào tháng 7, Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg cho biết rằng có có ít nhất 23 quốc gia trong 32 quốc gia thành viên NATO sẽ vượt qua ranh giới này. Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc Karel Jeska cho biết các đồng minh phải cung cấp cho Ukraine tất cả sự hỗ trợ cần thiết từ việc đào tạo binh lính hay cung cấp vũ khí và các vật liệu quân sự khác cho nước này. Theo ông, Nga không chỉ hoạt động tích cực trên chiến trường mà còn sử dụng các chiến thuật kết hợp tấn công mạng và đưa thông tin sai lệch nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và làm suy yếu sự đoàn kết của xã hội. Tổng tham mưu trưởng các quốc gia NATO lần đầu tiên gặp mặt tại Cộng hòa Séc với khoảng 350 khách nước ngoài tham dự. Mục tiêu chính của cuộc họp là thảo luận về tình hình an ninh hiện tại ở châu Âu, các kế hoạch phòng thủ của liên minh và thực hiện các kết luận đã đạt được từ hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tại Washington. Theo kết quả khảo sát của công ty đầu tư Atris Tài xe có tới gần 70% người trưởng thành cố gắng tự tiết kiệm cho lương hưu, 6% người dân sẽ dựa vào tài sản được thừa kế và 3% đã tiết kiệm đủ tiền để nghỉ hưu. Hơn 22% người dân hoàn toàn không tiết kiệm bởi họ tin rằng nhà nước sẽ giúp đỡ họ. Hiện nay, người dân Séc đang tiết kiệm nhiều hơn với khoản tiền lớn hơn so với trước đây. Theo khảo sát, thì có tới 24% người dân tiết kiệm 500 koron mỗi tháng cho lương hưu, 30% người dân tiết kiệm số tiền từ 500 đến 1.000 koron và 16% người dân tiết kiệm từ 2.000 đến 5.000 koron. Có tới 44% người tham gia khảo sát cho rằng họ còn có thể tiết kiệm số tiền cao hơn nữa. Tài khoản tiết kiệm hưu trí vẫn là hình thức tiết kiệm phổ biến nhất với 51% người sử dụng. Gần 33% người dân tiết kiệm cho lúc nghỉ hưu thông qua đầu tư vào các quỹ hoặc bất động sản. Kết quả khảo sát cũng cho thấy người dân xét dự tính sẽ sống tiết kiệm khi nghỉ hưu. 4,4% người tham gia khảo sát cho rằng 10.000 coron mỗi tháng sẽ đủ để duy trì cuộc sống sau khi nghỉ hưu. 26% người dân ước tính số tiền cần thiết mỗi tháng là từ 21.000 coron. 25% người dân lại cho rằng chỉ cần số tiền từ 15 đến 20.000 coron và 16% người dân cần số tiền từ 30.000 coron để trang trải cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Mặc dù mực nước tại các con sông ở Séc đang tăng lên, nhưng một số người dân lại cư xử theo cách vô trách nhiệm. Cảnh sát Cheske đã phải yêu cầu một người phụ nữ rời khỏi khu vực nước sông nguy hiểm khi người phụ nữ này có ý định xuống sông để tắm. Mặc dù tại sông Marche ở Cheske đang áp dụng cảnh báo lũ lụt, nhưng đã không ngăn cản được một người phụ nữ 31 tuổi với ý định xuống sông để bơi. Những người đi đường đã phát hiện ra sự việc và đã gọi cho cảnh sát. Phía cảnh sát cho biết Họ đã rất bất ngờ với lý do mà người phụ nữ này đưa ra khi cô ta xuống nước để bơi. Người phụ nữ đã thừa nhận rằng cô ta bị thu hút bởi sức mạnh của nước. Không chỉ cảnh sát mà lực lượng cứu hộ sẽ cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân không nên thực hiện các hành động nguy hiểm trong tình hình nước lũ hiện tại, đặc biệt không được chèo thuyền trên các con sông. Đây là hành động đặc biệt nguy hiểm, không chỉ đối với những người thực hiện hành động này mà còn đối với chính nhân viên tham gia cứu hộ. Vào mùa lũ năm 2013, tại sông Bero đã có 3 cá nhân thực hiện hành động treo thuyền vượt sông và đã gặp tai nạn lật thuyền khiến 2 trong 3 người đã thiệt mạng. Bốc thăm trúng thưởng cùng Bode Bratka Khi mua một bịch Bode Bratka hoặc Bode Bratka Polinia 1,5 lít vị bất kỳ, khách hàng giữ hóa đơn và đăng ký tại website tamdafood.eu gạch chéo bdb để đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng TV Samsung 65-inch chương trình áp dụng tại chuỗi siêu thị Tamda Food và dịch vụ Tamda Express từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cáo buộc các nước NATO đang lên kế hoạch gửi quân tới Ukraine nhằm buộc Nga phải đàm phán theo mong muốn của họ. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn an ninh Hương Sơn lần thứ 11 ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay ngày 13 tháng 9, ông Formin cho biết để đảm bảo các điều kiện buộc Nga phải thương lượng theo đúng thể thức của Kiev, các nước NATO đang lập kế hoạch cử binh sĩ tới Ukraine đây là một trò chơi nguy hiểm có thể dẫn tới xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân thứ trưởng quốc phòng nga nói thêm mỹ đang tích cực xây dựng một phiên bản mới của học thuyết hạt nhân trong đó chúng tôi tin rằng họ có thể hạ thấp đáng kể ngưỡng sử dụng vũ khí nguyên tử theo hãng tin tass ông fomin cũng cáo buộc mỹ đang thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế cả nga và trung quốc quan chức này quả quyết moscow và bắc kinh ủng hộ việc thành lập một trật tự thế giới đa cực dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong khi phương tây đang chuẩn bị cho xung đột ở châu á và cách thiết lập các khối an ninh mới trong khu vực Mỹ và các đồng minh NATO hiện chưa lên tiếng phản hồi trước cáo buộc trên của ông Fomin. Chiến dịch tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và tỷ lệ thương vong tương tự như những vùng tiền tuyến khác tại Ukraine. Ukraine mở chiến dịch tấn công bất ngờ tại Kursk vào ngày 6 tháng 8 và sau khoảng một tháng, Nước này tuyên bố đã kiểm soát được khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, đi kèm với kết quả đó là một cái giá không hề rẻ. Các binh sĩ Ukraine mới đây nói với CNN rằng tình hình đang trở nên khó khăn hơn. Thương binh tên Vasin cho biết bị nhiều mảnh kim loại sắc nhọn ghim vào chân sau khi một chiếc máy bay không người lái UAV chứa thuốc nổ tấn công trong lúc ông chiến đấu trong đất Nga. Ông Vasin nói thêm: "Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi chạy vào rừng cây và rồi có một tiếng nổ lớn cách tôi chỉ một đến 2 mét." Một binh sĩ khác cho biết đơn vị bốn người của ông là một trong những đội tiến vào Nga sớm nhất, phụ trách gỡ mìn và dỡ bỏ các lớp phòng thủ của Nga ông kể rằng đã làm việc không ngừng nghỉ trong 2 tuần, làm việc tại nơi xa lạ khiến cho nhiệm vụ càng trở nên khó khăn hơn. Tuy vậy, tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sosky và tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13 tháng 9 cho rằng chiến dịch đã mang lại kết quả mong muốn là làm chậm bước tiến của Nga tại miền đông Ukraine. Ông Zelensky nói rằng Nga đã phản công tại Kursk nhưng không giành được thành công lớn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố đã giành lại được 10 làng trong tổng số 100 làng mà Ukraine kiểm soát. Toàn bộ 14 binh sĩ Ukraine mà CNN phỏng vấn trong đó 4 người bị thương cho rằng tình hình tại Kursk đang trở nên khó khăn hơn. Tất cả nói tỷ lệ thương vong đang tương tự như các vùng khác trên tiền tuyến. Thư do thủ lĩnh Hamas Yahya Sinvat gửi từ nơi ẩn náu cho lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah nhấn mạnh quyết tâm chiến đấu với Israel và ủng hộ liên minh của các lực lượng trong trục kháng chiến. Theo đài CNN ngày 13 tháng 9, bức thư của ông Yahya Sinwa đã được chia sẻ trên Telegram của lực lượng Hezbollah đóng tại Lebanon. Trong thư gửi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hamas nhấn mạnh tổ chức này quyết tâm đi theo con đường của người tiền nhiệm đã bị ám sát Ismail Haniyeh. Ngoài ra, ông Sinwa cũng đề cập đến sự thống nhất của cộng đồng Hồi giáo Umma, trong đó có trục kháng chiến, liên minh các lực lượng quân sự do Iran hậu thuẫn cho cuộc đối đầu với Israel. Bức thư cũng được viết để bày tỏ sự cảm kích của ông Sinwa về cuộc chiến giữa Hezbollah với Israel đã bắt đầu từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, chỉ một ngày sau khi Hamas tấn công bất ngờ vào Israel, điều bùng nổ cho xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza hiện đã kéo dài gần một năm. Ông Zahina Sinwa là một trong những người bị Israel truy nã gắt gao nhất, được cho là đang ẩn náu dưới lòng đất ở Gaza. Bức thư gửi lãnh đạo Hezbollah xuất hiện vào ngày 13 tháng 9 chính là lần lên tiếng mới nhất của ông Sinwa. Ông Sinwa được xem là người cứng rắn hơn người tiền nhiệm trong mối quan hệ với Israel, đồng thời là người ủng hộ hợp tác và quan hệ chặt chẽ hơn với Iran và các nhóm đồng minh như Hezbollah. Ngày 12 tháng 9, chính phủ Thụy Điển tuyên bố nước này dự kiến tăng mức hỗ trợ tài chính lên tới 34.000 USD cho người nhập cư nếu họ chấp nhận rời khỏi đây. Đây là động thái mới nhất nhằm giải quyết vấn đề nhập cư tại Thụy Điển, quốc gia vốn được xem là miền đất hứa với những người tị nạn tháo chạy khỏi chiến tranh và xung đột. Kế hoạch mới được nêu ra trong bối cảnh Thụy Điển, quốc gia Bắc Âu được coi là siêu cường nhân đạo suốt nhiều thập kỷ, đang phải vật lộn để giải quyết tình trạng nhập cư, vấn đề gây tranh cãi tại Thụy Điển nói riêng và châu Âu nói chung. Tuyên bố trong buổi họp báo ngày 12 tháng 9, chính phủ Thụy Điển nêu rõ, những người nhập cư tự nguyện hồi hương hồi năm 2026 sẽ đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp lên tới 34.000 đô la. Bộ trưởng di cư Thụy Điển, Johan Fossel phát biểu trong buổi họp báo, chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển đổi Mô hình trong chính sách nhập cư, hiện tại người nhập cư tại Thụy Điển sẽ nhận được khoản hỗ trợ 974 đô la cho người lớn, 487 đô la cho trẻ em và tối đa 3.900 đô la cho mỗi gia đình nếu họ đồng ý trở về nước. Thụy Điển đã tiếp nhận một lượng lớn người nhập cư kể từ năm 1990, chủ yếu đến từ các quốc gia hay xung đột như Syria, Afghanistan, Somalia, Iran hay Iraq. Nhiều vùng rộng lớn tại Thụy Sĩ và Áo đang chuẩn bị cho trận tuyết rơi trái mùa, trong khi Cộng hòa Séc đối mặt với trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ theo cảnh báo từ cơ quan khí tượng thụy sĩ một số vùng cao ở nước này có thể chứng kiến lượng tuyết rơi lên tới 45cm trong hai ngày tới. Tại Áo, nhiều nhà dự báo thời tiết cảnh báo tuyết rơi ở vùng trung tâm đến ngày 16 tháng 9, với lượng tuyết tích tụ lên tới 50cm ở Saarburg. Trong khi đó, chính quyền Cộng hòa Séc dự báo có mưa lớn bất thường và có nguy cơ lũ lụt ở miền trung và miền đông đất nước. Một số khu vực có thể có lượng mưa lên tới 30cm. Theo chính quyền khu vực, nhiều con sông ở nước Đức gần đó cũng có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Môi trường Séc cho biết tình hình hiện tại ở Cộng hòa Séc tương tự như thời điểm trước khi diễn ra trận lũ lụt lịch sử làm tê liệt đất nước vào năm 1997 và 2002. Hiện tại, nhiều thành phố ở Moravia đã dựng rào chắn chống lũ và chuẩn bị bao cát để chống trọi với thời tiết. Các nhà dự báo thời tiết địa phương cảnh báo sức gió có thể lên tới 100 km/h. Một số khu vực khác của châu Âu cũng phải đối mặt với thời tiết nắng nóng trong những tháng gần đây. Hệ thống thời tiết lạnh bao trùm phần lớn khu vực với nhiệt độ ở một số vùng phía tây bắc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4. Những điều kiện bất thường này cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến nhiều hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra thường xuyên hơn. Theo cơ quan khí tượng tại London, nhiệt độ dự kiến giảm xuống mức thấp nhất là 7 độ C vào ngày 13 tháng 9. <laughs> tận hưởng hương vị tuyệt vời của Relax Vono khi mua 6 carton Relax Vono 1 lít hoặc 0,33 lít vị bất kỳ. Khách hàng giữ hóa đơn và đăng nhập vào website tamdafood.eu và chéo Relax để đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng máy sấy tóc Dyson Supersonic trị giá 10.000 korun. Ngoài ra, khi mua 6 carton Relax Vono 1 lít hoặc 0,33 lít vị bất kỳ, khách hàng nhận ngay một carton Relax 0,33 lít vị đào Bellini miễn phí. Khách tự cho hàng miễn phí vào giỏ sản phẩm sẽ được trừ khi thành tài. Chương trình áp dụng tại chuỗi siêu thị Tamda Food và dịch vụ Tamda Spread từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto thăm và làm việc ở Việt Nam từ ngày 13 đến 14 tháng 9 năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Prabowo Subianto đã đắc cử Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2024-2029 với tín nhiệm cao, hoan nghênh Tổng thống đắc cử thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1955-2025. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh đảng, nhà nước, chính phủ và giao lưu nhân dân triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương nhằm tăng cường tin cậy và góp phần tháo gỡ khó khăn trên các lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Indonesia Indonesia bảo đảm an ninh lương thực đề nghị Indonesia sớm ký kết thỏa thuận hợp tác thương mại gạo tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm halal của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia ủng hộ Việt Nam tháo gỡ thẻ vàng IUU trong lĩnh vực thủy sản hai bên nhất trí khuyến khích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số kinh tế xanh chuyển đổi năng lượng phát triển hệ sinh thái xe điện thúc đẩy sớm ký văn bản hợp tác trao đổi đào tạo kỹ thuật và kinh tế số hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như quốc phòng an ninh hợp tác biển hợp tác nghề cá xây dựng quan hệ đối các số bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới chuyển đổi số phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các hình thức tội phạm mạng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân kết nối hàng không và kết nối địa phương hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế nhất trí tăng cường hợp tác củng cố đoàn kết vai trò trung tâm và quan điểm chung của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực trong đó có vấn đề biển đông thúc đẩy phát triển bền vững đồng đều các tiểu vùng trong khu vực trong đó có tiểu vùng sông Mê Công nhân dịp này thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Indonesia quan tâm ủng hộ và cử đại diện cấp cao tham dự diễn đàn tương lai ASEAN hai 2025 và Hội nghị Thương đỉnh Đối tác về Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 tổ chức tại Việt Nam năm 2025. Nhân dịp tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch, Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Trương Hữu Hiệp bộ trưởng phan văn giang khẳng định đảng nhà nước việt nam chủ trương nhất quán coi phát triển quan hệ với trung quốc là yêu cầu khách quan lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa của việt nam quân ủy trung ương bộ quốc phòng việt nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị với quân ủy trung ương bộ quốc phòng trung quốc sẵn sàng cùng phía trung quốc cụ thể hóa nhận thức quan trọng mà lãnh đạo hai đảng hai nước đã thống nhất về việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục duy trì tăng cường và phát triển các nội dung hợp tác đã thống nhất qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước nói chung và quân đội nói riêng. Trong cuộc gặp song phương với phó thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng Lào Chan Samone Chanjalat, hai bộ trưởng bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác giữa hai bộ quốc phòng từ đầu năm 2024 đến nay, đồng thời trao đổi một số trọng tâm hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới, trong đó có công tác chuẩn bị tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai tại tỉnh Sơn La, Việt Nam và tỉnh Houaphan, Lào vào tháng 10/2024. Tại cuộc gặp song phương giữa bộ trưởng Phan Văn Giang và phó thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng Campuchia Tisa hai bộ trưởng đã trao đổi đánh giá giá kết quả hợp tác thời gian qua và đưa ra những đề xuất về nội dung hợp tác thời gian tới. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai một số trọng tâm hợp tác như duy trì trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng quản lý bảo vệ biên giới, triển khai các chương trình giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu lãnh đạo trẻ của quân đội hai nước. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ San Đắc, Bộ trưởng Phạm Văn Giang bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Mông Cổ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay là dấu mốc quan trọng để hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có hợp tác quốc phòng. Hai bên nhất trí tích cực triển khai các nội dung hợp tác được thống nhất trong chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Bộ trưởng Phan Văn Giang vào tháng 10 2023. Tại các cuộc hội kiến và cuộc gặp song phương nói trên, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo quân đội và các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng của các nước dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai tại Hà Nội vào tháng 12 2024. Nhằm chia sẻ các khó khăn mất mát với đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn giảm quy mô hoạt động nhiều lễ hội văn hóa, Ngày 13 tháng 9, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký công văn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội, sở ngành thành phố Thủy Đức và quận huyện về việc giảm quy mô, tần suất tạm hoãn các hoạt động lễ hội, sự kiện trên địa bàn để thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với những đau thương mất mát, khó khăn của đồng bào tại các tỉnh miền Bắc. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố Thủ Đức và các quận huyện chỉ đạo hạn chế, giảm quy mô tổ chức các chương trình lễ hội, sự kiện trên địa bàn, các đơn vị có thể tạm hoãn chuyển các chương chỉnh sang thời gian khác phù hợp hơn theo kế hoạch trong thời gian tới. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có một số sự kiện lớn, sự kiện được tổ chức thường xuyên, cụ thể từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 tại đường Nguyễn Huệ quận 1 tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá lễ hội Ninh Ông Cần Giờ. Đây là lễ hội dân gian lớn nhất, lâu đời nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, lễ hội Ninh Ông theo kế hoạch sẽ được tổ chức tại huyện Cần Giờ từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 với hơn 70 sự kiện văn hóa, thể thao giải trí. Tại tuyến đường Lê Lợi, thương xá Tax quận 1 từ 13 đến 15 tháng 9 dự kiến tổ chức sự kiện 3 3000 kỷ niệm 25 năm 3 3000. Ngoài ra, còn một số sự sự kiện thể thao văn hóa quy mô nhỏ hơn, sau thông báo chỉ đạo nêu trên, các sự kiện này sẽ được ban tổ chức hoãn hoặc giảm, không tổ chức một số sự kiện như ban đầu. Ngày 13 tháng 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phân công 49 bệnh viện chia làm các tổ chức hỗ trợ y tế cho 9 tỉnh thành phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Yagi. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bệnh viện đã sẵn sàng nhân lực hỗ trợ 9 tỉnh thành phía Bắc bao gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Hòa Bình. Sở Y tế đã phân công các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của thành phố bắt cặp với các bệnh viện quận, huyện. Sẵn sàng nguồn nhân lực chi viện cho công tác y tế cộng đồng. Và khi nhận được đề nghị chi viện nhân lực của Sở Y tế các tỉnh thành phía Bắc theo yêu cầu của Bộ Y tế, mặt khác, ngành y thành phố sẵn sàng nguồn nhân lực chuyên khoa hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh phía Bắc cho công tác khám chữa bệnh. Sở Y tế nhấn mạnh, ngành y tế thành phố trân trọng ghi nhận và cảm ơn sâu sắc sự chia sẻ và giúp đỡ của các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Bắc đã hỗ trợ ngành y tế thành phố trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Ngành y tế thành phố hy vọng đóng góp một chút tấm lòng ủng hộ người dân trong cơn lũ. báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.